Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Con xin giới thiệu cô chú anh chị mình một cặp tứ ánh dương ghim ha. Đó, ánh dương đang hoa như hình nha cô chú anh chị mình. Hoa màu đỏ cánh đơn nha. Hai củ này thì nó cũng đẹp lắm nha cô chú anh chị mình ha. Con giao lưu với giá là 300 ngàn hai cây này. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con nha. Cây số 1, củ nó uống như hình ha. Rồi, cây số 2, khá là to luôn cô chú anh chị mình, làm tước cái này luôn. Người mình rửa mình phơi củ lên thấy củ nó to. Đó, cây cũng đang hoa như hình luôn cô chú anh chị mình. Đó, hoa mà đỏ cánh đơn ha. Cặp này con cũng xin giao lưu là 300 ngàn. Cô chú anh chị nào yêu mến đó, thì liên hệ với con nha. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo nha.